bóng hai chắn bóng bên hai Trung Kiên Lợi Caro anh Lê Công Trường nhá. Thôi vào trận đấu thôi mọi người ơi. 0-0 bên K50 phát bóng trước. Đây là vòng loại trực tiếp nên là cả hai đội sẽ đánh bằng cả tính mạng nhá. Quang Kiên chưa được cơ hội phản công cho K50. Rồi phản công chuyển cho Minh Tiến biên 4 và để bóng rơi tự do của K50. 1-0 cho Văn Quán. Bóng chưa qua lưới. Điểm bóng 1-1. Vì là trận đấu loại trực tiếp nên là cả hai đội sẽ đánh bằng 100% sức mạnh nhé. Một sau một pha phát bóng chưa qua lưới của K50. Cũng có đẹp rồi. Biên 2. Chắn bóng thành công của Văn Quán. Điểm 3-1. Thủy thôi. Quay lại với trận đấu này. 3-1. Vẫn còn không được rồi. Một pha phòng thủ chưa tốt của đội trưởng Minh Tiến. Điểm bóng 2-3. K50 phát bóng. Bước một đẹp rồi. Biên 2 Lê Trung Kiên. Chưa được. Vẫn còn. Không thành công. Và bóng lót không thành công. Điểm bóng 3-3. Một pha phát bóng lật lưới. May mắn ăn điểm trực tiếp. Cái gì thời thức loại rồi nha anh ơi. Anh Ái ơi. Bị loại đáng tiếc. Tỷ số là 21-19 tầm đấy. Điểm bóng cho K50 5-3. Bước một đẹp rồi. Biên 4 Minh Tiến. Bóng trong sân. Điểm bóng 4-5. Hôm nay đội trưởng Minh Tiến có sự cổ vũ của Đây rồi. Minh Tiến một búa, một pha đập bóng rất lực của Minh Tiến mang về một điểm số quan trọng, san bằng tỷ số 5-5. Hôm nay chắc chắn sẽ là bùng nổ hơn sáng rồi. Vẫn còn cơ hội phản công, Minh Tiến bỏ nhỏ chưa được, lại là một pha phòng thủ chưa thành công của Văn Quán. Điểm bóng 6-5. Minh Tiến bóng ngoài sân. 7-5 rồi. Đánh hàng ngày thì một chắn là anh sẽ đóng vạch 3 ngay, nhưng vào giải không khí và áp lực nó sẽ khác nên có rất nhiều pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Điểm bóng 6-7. Đây rồi, cơ hội phản công. Minh Tiến biên 4. Bóng ngoài sân. Những pha phản công không ra được điểm sẽ gây áp lực rất lớn cho đồng đội. Điểm bóng 8-6 rồi. Pha chắn thành công của K50. Điểm bóng 9-6 rồi. Văn Quán xin tạm dừng trận đấu lý lần thứ 2. Công ty thể thao VTV đó là 16 VTV.
K50. Điểm bóng là 16. Điểm bóng cho K50 16. K50 đang có pha phòng thủ rất tốt. Biến 4. 11-6 và hai đội đổi sân. Pha bóng vừa rồi là pha bóng đánh ra ngoài. Khá đáng tiếc. Bước một đẹp rồi. Minh Tiến. Vẫn còn. Phòng thủ bọc lót rất lì mọi người ạ. Vẫn còn. Phá chắn tốt của chủ công bên hai K50. 12-6. Trận đấu đang căng hơn bao giờ hết. Cách biệt là 6 quả và tâm lý rất thoải mái cho K50. Bóng trong sân, một pha đánh bóng với ý rất gắt của Minh Tiến. Không phải là một quả chém nữa mà là quả ra lực rồi. Pha bóng ra lực rất tốt của Minh Tiến. Điểm bóng 72. Bóng trước vào lưới 13-7. Trung Kiên 14-7. Một pha chắn đôi thành công của K50. K50 Từ Sơn chính xác thì là tiền bối của Lợi Caro, là thành viên của anh em 28 đang đứng ở trên sân. Đánh cảm giác biến 2. Sung rồi, có vẻ là K50 đang sung rồi. 15-8. K50 3 trên 4 thành viên là gốc K50. Ô thế thế à anh? Bây giờ em mới biết. Nhưng chính xác thì là tiền bối của Lợi Caro. Bóng trước qua lưới. Văn Quán có vẻ đang bung rồi. 16-8, cách biệt nhân đôi. K50 K50 đang rất sung rồi mọi người. Trận đấu thứ ba, anh em K50 Từ Sơn hoặc anh em Tô Tô Thành Hòa, nếu xảy ra thì cũng sẽ là một trận thật bán kết FK ngang hàng đang kết. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân. Điểm bóng cho anh em Tô 97. Phương Hữu Côn. Minh Tiến hôm nay đánh đúng yếu thật anh ạ. Không hiểu sao anh. Có vẻ đánh hơi yếu. Biên 4 kìa. Bóng ngoài sân. 10-17. Cơ hội san bằng tỷ số là vẫn còn, mặc dù nó hơi mong manh. 7 quả. Phạt bóng rất khó chịu. Điểm bóng 18-10 sau một pha đánh bóng rất tốt của chủ công của K50. Chủ công biên 4. 18-10. Rồi Văn Quán nổi lên là ứng cử viên cho chức vô địch cùng với những giải như là chiến thắng Quang Tuyên và 19-10 sau một pha bỏ chắn của Văn Quán. Đúng như anh Phạm Ngọc Khoa nói thì 10 trận ghi được một bàn thì hủy diệt cả giải đấu. 20-10.
cách biệt là 10 quả. 10 điểm match point cho anh em K50. Khá bất ngờ. Và kết thúc trận đấu sau một pha bước một không tốt của Văn Quán. 21-10, vậy là anh em Văn Quán về nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.